Khuyến mãi sốc tặng miễn phí dùng thử 1 tháng. Khuyến mãi lên tới 4 tháng văn phòng Phùng Tiện Ích duy nhất tại Hà Nội Office. Miễn phí đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tặng máy in. Hà Nội Office tự hào là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, văn phòng trọn gói, chỗ ngồi làm việc, co-working space, phòng họp uy tín chất lượng nhất Hà Nội. Truy cập ngay website hanoioffice.vn hoặc liên hệ hotline 085-339-4567 để nhận khuyến mãi. Làm ở Apple, Google không cần bằng đại học. Trang web việc làm Glassdoor công bố danh sách cập nhật 10 năm doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới không yêu cầu các ứng viên phải có bằng đại học khi xin việc, trong đó có Google, Apple, IBM và Ernst & Young. Theo bà Marjorie Stilwell, giám đốc phụ trách tìm kiếm tài năng của công ty Ernst & Young, bằng cấp học thuật vẫn được xem xét và thực sự vẫn là một yếu tố cân nhắc quan trọng khi đánh giá các ứng viên về mặt tổng thể, nhưng nó sẽ không còn là rào cản với việc họ có thể đặt được một chân qua cửa hay không. Google hiện sẵn sàng tiếp nhận những ứng viên không bằng đại học nộp đơn vào các vị trí quản lý sản phẩm, tuyển dụng nhân sự, kỹ sư phần mềm, quản lý tiếp thị sản phẩm. Khi bạn nhìn vào những người không tới trường đại học và có một hướng đi riêng của họ trên thế giới, đó là những người rất xuất sắc và chúng tôi sẽ làm tất cả để tìm những người đó. Ông Laszlo Bock, nguyên phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự của Google, đã từng chia sẻ một trong những bí kíp tuyển dụng nhân tài của Google. Đúng người, đúng việc, 10 năm doanh nghiệp lớn mà trang Glassdoor đã cho biết hiện đã không đòi hỏi ứng viên phải có bằng đại học. Ngoài những cái tên vừa nêu trên, còn có Penguin, Random House, Costco Wholesale, House Post, Hilton, Publix, Starbucks, Nordstrom, Home Depot, Bank of America, Chipotle and Norris. Năm 2017, phó chủ tịch của công ty IBM, bà Joanna Daly cho biết khoảng 15% nhân viên tại Mỹ của công ty không có bằng cử nhân. Năm 2017, phó chủ tịch công ty IBM, bà Joanna Daly đã cho biết có khoảng 15% nhân viên tại Mỹ của công ty bà không có bằng cử nhân. Cũng theo bà Daly, thay vì chỉ tìm kiếm các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, IBM hiện đã bùa lưới săn tìm các ứng viên có kinh nghiệm thực tiễn thông qua các chương trình lập trình chuyên sâu hoặc các lớp đào tạo nghề liên quan tới lĩnh vực ngành nghề của họ. Các doanh nghiệp thành công hàng đầu của Mỹ đã chứng tỏ cách thức tuyển người nhìn vào thực lực và căn cứ vào sự đúng người đúng việc của họ đã phát huy hiệu quả trên thực tế chứ không quá nặng nề về bằng cấp. Ông chủ của tập đoàn Virgin, tỷ phú Richard Branson từng bày tỏ sự ngưỡng mộ của ông về cách tuyển người của Apple thế này. Tôi chưa bao giờ hết ấn tượng bởi Apple, dường như đã thực sự thuần thục kỹ năng sống còn là chọn ra những người xuất sắc nhất làm việc cho họ. Nhận thức rõ thực tế đối tượng khách hàng trải rộng trên mọi lứa tuổi, từ bé 8 tuổi đến lão niên bát thập, đội ngũ nhân viên của Apple cũng đa dạng như vậy. Thái độ quan trọng hơn trình độ. Tất cả các công ty lớn và thành công trên thế giới đều hiểu rõ nhân sự là yếu tố sống còn. Bởi vậy, ngay cả tại Google, một công ty trị giá hơn 700 tỷ đô la và hiện vẫn đang tuyển dụng khoảng 4.000 người mỗi năm. Giám đốc điều hành của Alphabet, công ty mẹ của Google, ông Larry Page vẫn là người trực tiếp có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn một ứng viên cho các vị trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt thay vì phó mặc vào phòng nhân sự. Mặc dù có thể khi viết câu, tính tình cao hơn học vấn, cây bút tiểu luận người Mỹ Ralph Waldo Emerson không hề có ý nói tới chuyện tuyển dụng nhân sự, nhưng với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, việc lựa chọn ứng viên trên thực tế là tìm kiếm những người say sưa công việc và thực sự phù hợp với văn hóa công ty. Yếu tố quan trọng không kém thường được đặt cao hơn khi cân nhắc các ứng viên có cùng trình độ chuyên môn. Với nhiều chuyên gia nhân sự lão luyện, sơ yếu lý lịch chỉ là một tờ giấy không hơn. Ông Tony Collins, giám đốc điều hành của công ty đường sắt Virgin Trains từ năm 2004 đến nay, từng kể câu chuyện đầy cảm hứng về một nữ nhân viên quét dọn ông tình cờ gặp. Lần đó, khi đang đi thị sát thực tế như thông lệ, ông vô tình nhìn thấy cô nhân viên quét dọn, tận tình giúp đỡ người khách cao tuổi ngồi vào chỗ, phát báo và đồ dùng cho ông ấy với thái độ niềm nở và vui tươi. Sau đó, ông Tony ấn tượng hơn khi hỏi ra mới biết cô không phải là nhân viên của Virgin Trains, mà chỉ là công nhân quét dọn do công ty đối tác dịch vụ vệ sinh của công ty này thuê về làm việc trên tàu. Ông Tony hỏi tại sao cô không nộp đơn ứng tuyển cho công ty ông, và rồi té ngửa với câu trả lời của cô, rằng cô đã thử vài lần nhưng không đạt yêu cầu vì không vượt qua được bài kiểm tra đầu vào. Quá bất ngờ, ông Tony đã gọi điện cho phòng nhân sự của công ty, yêu cầu họ rà soát lại các tiêu chí tuyển dụng. Vài tuần sau, người phụ nữ đó được tuyển vào làm trợ lý dịch vụ trên tàu cho Virgin Trains và cô không ở vị trí đó lâu. 4 năm sau, cô thăng tiến đều đặn qua các nấc và hiện là một quản lý ga vùng cho công ty này. Và giờ đây, tập đoàn Virgin đã xác định họ tuyển người dựa trên thái độ chứ không phải là bằng cấp. Theo Đỗ Kim Thoa, tuổi trẻ.vn, Độc Đáo TV tổng hợp. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ.
liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.